Hồi nãy có một vị nam Phật, không phải nam Phật tử, mà con chiên từ ở bên Úc á. Ông là bạn của cô Nguyên Hậu, ông bữa nay có lên không? Tại vì ông không biết sao được rồi. Thường thường đó, ông này là bà con chứ nhà văn Duyên Anh. Bây giờ biết Duyên Anh không? Biết. Vỗ tay chào chào đi. Duyên Anh, bà con chứ Duyên Anh. Hồi xưa là tôi thường coi cái chuyện mà Du Đảm Bụi Đời với So Đi Hiu rồi đó. Nhưng mà ông chạy lên ông hỏi thầy, tôi thì có cái tánh đó, tôi thích trả lời trước đại chúng. Mấy ông thầy khác đó thì có cái tánh là hỏi không được thì hẹn để về hậu đi trả lời. Nhưng mà tôi á, hỏi đi tôi không trả lời, tôi thích trả lời trước đại chúng. Vì như vậy á, nó đỡ lắm, đỡ cho tôi. Vì khi có những người họ làm mắc cỡ, họ hỏi, thì nhân câu hỏi của cái người này mà mình được hiểu luôn. Anh giờ để chuẩn bị để tôi sẽ đi vào cái chủ đề. Bây giờ là 8:10 chiều ngày 28/5/2016. Bài pháp này là bài pháp thứ tư, tiếp tục phần 2 với cái chủ đề mà tôi đang còn gian dở, con chó có Phật tánh hay không, và cái chuyện nó cũng chưa ngã ngủ. Và sau đó tôi có đem một câu chuyện xảy ra tại ngôi chùa Lò Chùa Hốc Ông Tre vào cái thời Pháp thuộc cho tới năm 1962 là đệ nhất Cộng Hòa, và câu chuyện còn dang dở. Thì quý vị sẽ tiếp tục về cái băng này, về cái kỹ lại, vì cái băng này là cái băng cốt tủy mà khai thị cho một cái vị hòa thượng mà tu thiền, mà chứng tới những quả thiền định, ngồi thiền tới cả tháng mà vì người đệ tử hiểu lầm tưởng ông chết cho nên đốt, và cuối cùng ông tìm nhục thân. Bây giờ trước khi đi sâu vào cái đó, thì hồi nãy cái vị Phật tử mà không phải Phật tử là coi như con chiên đi theo người bạn qua đây là Phật tử ở trong làng, nhưng mà qua đây là không phải qua đây cũng để giếng Đức Mẹ Maria, nhưng mà cũng vào đây nghe pháp. Thì ông nói nãy giờ đó, thầy nói về Phật tánh mà con không biết Phật tánh là cái gì, mà con lên cái Google con search á là nó nói Phật tánh là coi như là Buddha Nature này kia đó, thành ra tôi không. Bây giờ trước khi tôi trả lời cho quý vị, trước khi đi sâu vào bài pháp, thì bây giờ chúng ta phải biết Phật tánh là gì. Nãy giờ tại vì thầy hỏi con chó có Phật tánh không, nhưng mà quý vị không biết Phật tánh là gì. Quý vị có thể nói không? Chẳng hạn như bây giờ trên chiếc máy bay bị rớt, nó có một cái black spot. Trong cái black spot đó là nó giống như là nó ghi lại tất cả những cái đường bay, những cuộc điện đàm giữa pilot và air traffic control. Bay từ cao độ nào, headwind là bao nhiêu, tailwind là bao nhiêu, ở kinh độ nào, ở vị độ nào, nó đều lưu giữ trong đó. Động cơ nào hư, tất cả những cái bộ phận nhiên liệu nó đều lưu giữ hết. Khi mà cái máy bay này nó rớt, thì cái hộp đen đó, kêu là cái hộp đen của trên phi cơ, nó có tác dụng là người ta tìm cái hộp đen để mà người ta lấy về để người ta quy định đây là khủng bố, đây là gì cái technical về mechanical lớp, hoặc là gì phi công ẩu tả, hoặc là phi công ngủ, hay là phi công bị stroke. Do đó mà bây giờ tôi biểu quý vị đi tìm cái hộp đen mà quý vị chưa bao giờ thấy cái hộp đen, thành ra quý vị tìm hoài không có được, hiểu chưa quý vị? Thì bây giờ cái hộp đen là gì, quý vị biết bây giờ Phật tánh là gì? Bây giờ tôi nêu cái này quý vị thấy rõ nè, tình yêu của vợ chồng xuất phát từ Phật tánh hay không? Tình yêu trai gái có xuất phát từ Phật tánh hay không? Tình yêu của cha mẹ dành cho con có phải là Phật tánh không? Tình yêu con cái hiếu thảo với cha mẹ có phải là Phật tánh không? Nếu quý vị trả lời là có, thì quý vị chưa có kiến tánh. Còn nếu quý vị trả lời là không, thì quý vị chưa hiểu đạo. Hiểu chưa? Còn nói về cái là vợ chồng ly dị nhau, xách nhau ra tòa, cái đó là ma tánh rồi chứ không phải Phật tánh. Dễ hiểu lắm, cái ma tánh này nói rất dễ. Bởi vậy, nói về cái ma tánh, hỏi sao ăn trộm, quý vị biết không? Ăn trộm là biết liền, dù mình chưa từng ăn trộm mà cũng biết. Hỏi lần sau đi ngoại tình, chưa ngoại tình cũng biết được nữa. Là lén bà xã nói cho gì Việt Nam để lo cho hốt mồ hốt mã, hoặc là về để mà lo cho ba cho má gì đó rồi. Nó nói là nói láo rồi, tự động quý vị cũng biết à. Nhưng mà hỏi làm sao để mà chứng tỏ tình yêu
của mình đối với vợ mình. Thì chỉ ngày hôm qua chỉ có ông trời biết, khi mà ông Thiện Trân ông bị thầy Thầy Thông lủi xuống cái dòng sông, thì lúc đó tình yêu là gì? Là lúc đó tôi Nguyên Tịnh run rẩy nói điện thoại không lời, giờ này anh ở đâu? Đúng chưa? Lúc đó là trực giác. Bây giờ hỏi con, lâu nay đó là thấy cho quỷ này bám đời Nguyên Tịnh, Nguyên Tịnh nói sư phụ không biết đâu, cái ông này ổng khôn lắm, cái gì cũng để cho con lo. Cha này nó chả để một điều, con nói vậy không? À, nhưng mà chính cái thằng cha này vừa mất, sợ không có người để mà lo, cái tự nhiên quýnh lên. Thì hỏi tình yêu là gì? Đó, tình yêu là khi nghe cái tin đi đón Thiện Trân mà xe không có, như vậy người có không? Ở xe đâu rồi? Chìm rồi, dòng sông đã cuốn đi rồi. Nha, Nguyên Tịnh run rẩy, một cái người bình tĩnh nói chuyện nhẹ nhàng mà lúc đó run bập 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 bập, và cầm điện thoại, giờ này anh ở đâu? À, không có gì. Giờ này anh ở đâu? Không quân vô tính đại bàng. Đó là tình yêu, trả lời đó là trực giác, trực chỉ, hiểu liền. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị nè, cha mẹ từ con có phải Phật tánh không? Mà tánh. Con gái, con trai theo cái tình cảm bỏ cha bỏ mẹ không phải là Phật tánh. À, như vậy quý vị đừng có lầm. Bây giờ hiểu những cái đó rồi, tình yêu của vợ chồng có phải là từ Phật tánh mà ra không? Nếu nói có thì chưa có kiến thánh, nếu nói không là chưa hiểu đạo. Tình trai gái có xuất phát từ Phật tánh không? À, cái tình của con Nguyên Tịnh dành cho cái ông Thiện Trân, à, là có phải từ Phật tánh không? Nếu nói có, nếu phải là chưa kiến tánh, chưa thấy được Phật tánh, chưa biết được Phật tánh. Mà nếu nói không thì chưa hiểu đạo. À, tình con gái hiếu thảo với cha mẹ có phải là Phật tánh không? Nếu nói không là chưa kiến tánh. Đức Phật Thích Ca ngài dẫn lên khỏi trời nói hiếu cho mẹ, Đức Phật Thích Ca cha mẹ chết những gì khi quan tài, và Đức Phật Thích Ca có thật Phật tánh chưa quý vị? Tất cả việc làm của Phật Thích Ca là do Phật tánh làm ra, phải không quý vị? Chúng ta việc làm của chúng ta đều có ma và có Phật, hiểu chưa quý vị? Phải không? À, trong làm Di Đà có cả một cái, không phải là cả là cực lạc không, mà nó có cả ta bà, có nhiều bà tám, mà trong những bà tám có cả một tòa Như Lai, phải không quý vị? À, nó khó là cái chỗ đó đó nha. Bây giờ tình thương cha mẹ, con cái có hiếu cha mẹ có phải Phật tánh không? Nếu quý vị nói không thì tôi nói ủa, ông Phật Thích Ca có thương mẹ không quý vị? Lên khỏi trời đau lợi tiếp khắp của mẹ, cha chết vô tịnh phạm, có những người xin khiên quan tài còn nói không, để Như Lai khiên. Ngài A Nan nói trời ơi, ngài là thiên nhân chi đạo sư, ta phải làm hiếu thảo, nếu mà ta không khiên đời sau này đệ tử thì theo ta nó bất hiếu hết. Thì như vậy những cái gì Đức Phật Thích Ca làm là Đức Phật Thích Ca là đã là làm từ cái Phật tánh mà ra. Đức Phật Thích Ca không có ma tánh nha quý vị. Đức Phật Thích Ca còn tham sân si không? Hết tham sân si. Nếu mà nói rằng tình thương con gái, tình thương hiếu thảo của người con đối người cha, tình thương hiếu thảo người con đối với người mẹ mà không phải Phật tánh là chúng ta chưa kiến tánh, mà nói là phải thì chúng ta chưa hiểu đạo. Trời ơi, cái chỗ này là cái chỗ khúc mắc. Cái chỗ này hiểu được chỗ này là sống không hăng thiên đường, chết không sợ địa ngục, mà dù có đòi giết cộng sản đi nữa đó, thì vậy là không có tội nữa. Thấy được chỗ này thì còn bắn cộng sản giết cộng sản họ có tội, mà chưa thấy cái chỗ này bắn cộng sản giết cộng sản là còn bị chui vậy nữa đó, người ta thù quá. Thấy không? Nghe tiếp nè, trước khi tìm Phật tánh là gì? Phật Thích Ca thưa chưa tịnh phạm có phải là Phật tánh không? Phải. À, rồi bây giờ quý vị thương mẹ quý vị có phải Phật tánh không? Phải. À, rồi nghe, ngài A Nan thương cha mẹ ngài có phải là Phật tánh không? Phải. Tình thầy trò và tình vợ chồng khác nhau chỗ nào? À, tình thầy trò và tình thầy trò có phải là Phật tánh mà ra không? Thầy Đệ Minh đối với sư phụ có phải là Phật tánh không? Tất cả đệ tử của thầy trực tiếp quy y hoặc là y chỉ sư và con thương thầy có phải xuất phát từ cái Phật tánh đâu? À, rồi cha thầy tể hỷ
Vợ của thầy Tệ Hỷ dành cho thầy Tệ Hỷ cái tình yêu có phải phát xuất từ Phật tánh không? À, bà để ý. Rồi bây giờ cái ông mà thiện hành, ông đòi vào chùa tu. Thí dụ như ông con ở nhà rồi, mà vợ thiện hành cản trở không cho đi tu, có phải là ma tánh không? Nếu nói ma là không đúng, tại vì vợ thiện hành cản trở để cho hai đứa con chưa trưởng thành. Hiểu chưa quý vị? Vợ thiện hành có đây không vậy? Đâu đâu đưa tay thôi. Hiểu chưa? Nếu mà nói là vợ thiện hành, anh à, thiện hành muốn đi xuất gia, mà vợ thiện hành cản trở không cho thiện hành đi. Như vậy nếu mà chúng ta lên án, câu đây là đúng là hoàng gia gia chủ không? Vợ này vợ thiện hành đã lớn rồi, nhưng mà anh ơi, em mình còn dạy lắm, phải không vợ thiện hành? Như vậy không thể cái đó là ma tánh. Thầy Tệ Hỷ đi nhảy đồng, đi bao nhiêu con mèo, ngủ bao nhiêu con vợ, từ vợ nuôi cho tới vợ lớn vợ nhỏ, bà vợ vẫn vui vẻ. Nhưng mà bà vợ của thầy Tệ Hỷ không cho đi xuất gia. Như vậy có phải là ma tánh hay không? Trời ơi, những cái này nội mà nói 365 ngày cũng không hết. Nhưng mà đường dài lắm, từ nay cái hệ thống của chúng ta đi vào cái chương trình luận giải. Từ nay cái hệ thống chúng ta giống như phi thuyền không gian. Từ nay hệ thống chúng ta không còn bị hút bởi sức hút của trái đất nữa. Nhưng mà lên tới bên cầu, ở đây thì chúng ta được bảo vệ bởi bầu không khí. Lên tới cung trăng chúng ta không dễ dàng đâu. Một ngày một đêm ở trên cung trăng, tôi nói là có những kỹ sư NASA chứng minh, dài 2 tuần lễ. Mặt trăng nó quay rất là chậm, nó quay xung quanh của nó đúng một ngày một đêm là 2 tuần lễ. Cho nên nhiệt độ giữa ban ngày và một đêm chênh lệch với nhau dữ lắm. Ban đêm -250°F, ban ngày áp lên tới 150°C. Tôi nói vậy có đúng không với ông kỹ sư không gian? Thầy sinh ra đời với ngôi sao xấu, thầy là ô đấy. Như vậy ai ở trên cái cõi đó? Chư thiên họ ở trên cõi đó. Cho nên một ngày của họ dài bằng tới 14 ngày của mình. Hiểu chưa quý vị? Mà trên đó không phải là chư thiên, chư thiên mà tứ thiên vương, mà họ kêu là địa tiên. Ở trong kinh Lăng Nghiêm có 10 loại tiên. Địa tiên là ở dưới một trái đất. À, nhưng mà ở trên đó không có đơn giản đâu quý vị. Ở trên đó không có không khí, không thể truyền âm thanh. Ở trên đó những cái mảnh pin mặt trời, những cái solar system 14 ngày sạc điện và 14 ngày không có điện. Lấy điện đâu để duy trì cái bộ đồ không gian? Phải giữ cho khi lạnh quá thì nó để cho nó điều hòa, nóng quá nó điều hòa. Và cái bộ đồ không gian của phi hành gia Armstrong hồi đó xài đối với thời kỳ này chỉ được khoảng chừng 2-3 ngày là dùng. Họ phải lên với cái tầm không gian, một cái phi hành đoàn ở trong một cái phòng nhỏ khoảng chừng 400 square feet, mà phải nghiên cứu tải cái chất thải ra, recycle nước lại, rồi những cái chuyện đó. Mấy mốt tôi đem vào trong vũ trụ hóa Phật giáo, tôi nói Đức Phật đã nói gì về cái thế giới tương lai ở mặt trăng, mặt trăng là người nó lên như thế nào, mặt trăng lên quả tinh như thế nào. Tôi sẽ nói hết những cái đó nằm trong mật tông, và cái hệ thống này sẽ tiếp tục đi vào cái vũ trụ quan của Phật giáo. Và tôi nói như vậy phải so sánh với phương tiện không gian là đúng. Ở trên đó rất là nguy hiểm. Đối với loài trời thì trên đó là hạnh phúc vì họ không có thiên tứ đại. Đối với loài người, những cái cơn bão mặt trời đánh vào quả đất chúng ta thì trái đất chúng ta được bao phủ mỗi một cái màu ozone, một cái khí ozone nó bảo vệ chúng ta không bị những tia phóng xạ. Tuy nhiên lên mặt trăng, mặt trăng không có không khí, cho đó tất cả những cái tia cơn bão mặt trời nó đánh vô, phi hành gia sẽ nếu không có những cái bộ đồ bảo vệ sẽ chết vì những cái phóng xạ đó, phải không những kỹ sư không gian? Mai mốt qua cái khung trời vũ trụ quan, quý vị sẽ tới Atula ở trái địa cầu nào, cõi trời tới thiên dương ở trí tuệ thái đồ cầu nào, ở trên đó cái sức binh của họ như thế nào, ở cái đau lợi ở như thế nào, quý vị muốn nghe không? Hẹn gặp nhau ở Hawaii. Tôi nói đó là có những kỹ sư không gian nằm ở đây nghe, không phải tôi nói bậy đâu nha. Tôi nghiên cứu kỹ Phật nói cái gì, ra cái gì. Bây giờ tôi nói tiếp nè. Như vậy bây giờ định nghĩa Phật tánh là gì? Nói đi. Mình nói con chó có Phật tánh không mà mình không biết Phật tánh là gì,
Thành ra mình nói chặt lắp lòng vòng không? Mình chỉ nói được những cái mà cái tánh nó không phải là cái tánh của Phật, mà cái đó là chúng sanh tánh. Tại sao? Chúng sanh tánh, chúng sanh tánh không. Tôi nói cho quý vị, thành ra là Phật tánh là gì? Nãy giờ tôi chào hàng đó, tình thương cha mẹ, con có hiếu cha mẹ, có phải Phật tánh không? Nếu bây giờ nó không thì Đức Phật Thích Ca đã thành Phật rồi. Tất cả những cái gì mà ma tánh là gì? Là Phật tánh. Ma tánh là gì? Biển Việt Nam mặn không quý vị? Biển Việt Nam đẹp không quý vị? Biển Việt Nam là cho muối, muối mặn từ đâu mà có? Đức Phật nói muối là cái quả địa cầu. Từ khi thành lập tới bây giờ trên 4.5 tỷ tuổi, cái vũ trụ này, cái hệ thống thái dương hệ này, cái universal này, ở trong cái 10.000 tam tiên đại thiên thế giới, cái Đức Phật này, cái hư vân này, nó đã có 13.5 tỷ tuổi rồi. Nhưng mà cái quả đất chúng ta có 4.5 tỷ tuổi. Trong khi lịch khi trái đất mới thành lập, các loài thủy sản nó chết đi chết lại, hàng triệu con cá chết rồi bỏ xác đó, chết rồi bỏ xác, từ những con sứa, từ những con vi khuẩn, từ những cái con mà rong rêu, từ cái lò nhỏ nhỏ nó chết nó để lại. Cho nên cái muối là do xương máu của hàng triệu triệu con cá mà thành mạng. Như vậy biển sạch chưa có bị Trung Quốc bỏ quá chất kêu là Phật tánh, mà khi nó bỏ vào chất độc từ trong những nhà máy ra kêu là bỏ chất độc tham sân si. Cho nên Đức Phật Thích Ca ngài cũng có một nước biển, nước biển nó tượng trưng cho là Phật tánh của ngài. Nhưng mà ngài đối với mẹ ngài là ngài lên trời trời thuyết pháp cho mẹ ngài, là ngài cái nước, cái tâm của ngài như nước biển không bị nhiễm ô. Còn tâm chúng ta là những người thương mẹ, thương vợ, thương con, tâm chúng ta đã bị cái chất độc Trung Quốc rồi, hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Khác nhau có vậy à? Cũng là nước, Phật tánh cũng là nước, nhưng mà nước của Phật á thì tắm không chết, uống không chết, lấy muối không chết, làm nước mắm không chết. Còn cái nước của chúng ta là đụng đâu chết đó. Ví dụ tại sao chết? Bây giờ nè, cái tâm của tôi bình tĩnh cũng là Phật tánh, mà sinh ra tình yêu. Nhưng mà tại vì yêu cái ông này đó thì thấy tốt lắm. Nhưng mà sao vậy? Cái yêu này nó cộng với cái ái của mình. Tại vì ông Thiện Chơn là chồng của tôi. Nhưng mà ngày nào mà ông Thiện Chơn mà ông ngồi trên cái chiếc xe nào đó, khi mà nghe cái tin lật thì hỏi sao? Thầy không ơi, xin lỗi thầy nha, chồng con chưa qua đây chưa được cái gì mà thầy mất chiếc xe mà thầy còn mãi giờ còn. Bây giờ ông ở đâu nó vậy? Ông đi với con bồ, hai người bây giờ đang ôm nhau, mà bây giờ tại vì ông lội được mà con bồ đó nó chết đuối thì ông ôm rồi bây giờ ra thay được. Hôm bên kéo hai cái người này vô ở trong phòng lai quanh quanh. Mà lúc đó Nguyên Tịnh vẫn còn tâm chánh định như bất động. Mặc dù Thiện Chơn đã là thuộc về một người nào đó rồi, Thiện Chơn đang lường gạt rồi, mà lúc đó Nguyên Tịnh vẫn còn thương bình đẳng. Nghĩa là khi mà Thiện Chơn còn phục vụ cho Nguyên Tịnh thì Nguyên Tịnh vẫn thương. Mà giờ Thiện Chơn không phục vụ cho Nguyên Tịnh, Thiện Chơn phục vụ cho một người đẹp nào đó, mà Nguyên Tịnh vẫn thương. Cái đó, cái tình thương đó lo cho Nguyên Tịnh, cho Thiện Chơn, là tình thương phát xuất từ Phật tánh. Hiểu chưa quý vị? Còn cái tình thương mà lúc đó con hận quá thầy ơi, sống để bụng chết mang theo, chả nói cho qua đi với con, bây giờ này té ra chả đi tò tí chứ đâu, thành ra đi cho đã rồi, bây giờ đón vô bởi vậy trời có mắt cho giả chết cho rồi. Bây giờ con gái giả chết ngày nào con cúng con gà, hiểu không? Tại vì cái tình thương của chúng ta là ích kỷ. Mà Phật làm sao? Tâm Phật thanh tịnh cỡ lưu ly, hiểu không? Phật là thanh tịnh bình đẳng nhé. Thiện trai này nó có cả chết cũng thường, thiện trai này nó có bạc bẽo cũng thường, cái đó mới là tình thương, coi như là không phải vì mình mà vì thiện trai. Mình thương thiện trai, mình không được đáp ứng được những gì thiện trai cầu, bằng thiện trai nó có người khác đáp ứng được thì mình mới đem cầu đủ lại cảm ơn. Đó là tình thương của Phật và Bồ Tát. Các nhà chị thấy rõ chưa? Đức Phật Thích Ca ngài về cái đã cho chú Định Phạn, ngài gánh gia vua là ngài sao? Ngài muốn độ cho cha, độ cho những cha mẹ nhiều đời của ngài là sư phụ đây nè, con cháu ngài nè,
Ngài làm gương chứ không phải đâu. Ngài lên cõi trời giả cho bà Như Ma Giao hoàng hậu là Ngài muốn mẹ Ngài giải thoát. Còn thầy Tể Hỷ mà bị con vợ cột lại là muốn kiếp sau xin được làm chồng lần again, one more time. Cái đó là trói buộc, có phải không quý vị? Đó là điều tình thương của chúng sanh và ma tánh đã đưa chúng ta vào luân hồi sinh tử. Còn tình thương của Phật là đưa cho cha mẹ để vào con đường giải thoát niết bàn. Hiểu chưa? Phật tánh là cái gì? Đưa người ta đến giải thoát. Còn ma tánh là cái gì? Cũng tình yêu, cũng tình thương, nhưng mà đưa chúng ta đến trói buộc. Nắm cái chìa khóa ra đi, để biết rằng mình đang sử dụng ma tánh hay Phật tánh. Nắm cái chìa khóa đó, chúng ta sẽ một bầu trời trí huệ. Thầy thương thầy Thể Minh là do Phật tánh. Tại vì cái này không phải là cái chùa của thầy Thông Lai, không phải là dòng họ của thầy Thông Lai. Ông Thể Minh với thầy hoàn toàn không có máu mủ, chỉ cùng có lý tưởng phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Thầy bắt thầy Thể Minh xuống nấu ăn, khóa trụ trì phải xuống nấu ăn. Không phải sao thầy không dạy con mà bắt đi nấu ăn. Cái này ở trên này chỉ dạy con nương dân qua cúng dường, liễu trang từ Colorado qua dân qua cúng dường. Ở trên này người này lãi Phật, người kia lãi Phật, phục vụ cho ông Phật. Ông Phật này không cần, nhưng mà chính những ông chúng sanh mà có ông Phật trong này nè, con nên nấu cho những Phật đất ăn không có kết lợi, nấu cho những Phật thịt, Phật Bà Tám, Phật Ông Tám, Phật Sĩ Quan Diện Âm Cộng Hòa, Phật Chống Cộng, Phật Thông Lai mới là có phước. Thấy chưa? Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, cái đó là cao nhất. Còn đi mà lủi hủi lại ông này lại ông kia, xin cái này xin kia là hối lộ. Bây giờ đây là hối lộ, rõ ràng không? Hối lộ, chạy đi hối lộ, thấy không? Hiểu chưa? Không trời bắt nhã không? Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Như vậy sư phụ chửi cộng sản, chửi cho cái tâm gì? Tâm thương 90 triệu đồng bào. Chửi cộng sản, chửi với Tản Viên Lần Giả, nó cũng là từng bà con cha mẹ của thầy này, Đức Phật có nói nè. Nhưng mình không muốn cha mẹ của mình vì xa cơ lầm lạc đi vào trong cái đường tà đạo. Thầy bây giờ dương sức, mỗi thằng nào á chúc mình công an mà đánh người, ê đánh đi, gửi về 10,000, trong 10,000 đệ tử mỗi đứa cho 2 đô, cho 20,000 nó sẽ đánh giết. Cái đó không phải là Phật, mà cái đó là xuất phát cho tâm ma, tâm ma của thầy Thông Lai. Nhưng mà bữa nay thầy nói không, con chó có Phật tánh, những người công an đánh đồng bào cũng có Phật tánh, nó vẫn biết sai nhưng mà nó cố phạm. Bây giờ nó đã lỡ leo lưng cọp rồi, nó đã lỡ mang cái áo đảng viên rồi, nó đã lỡ rồi, nó xuống thì Trung Quốc cũng giết, phải không? Mà nó không xuống thì cộng đồng Việt Nam cũng lên án nó, cho nên nó không biết đường nào mà đi. Nó bây giờ không có cái dòng lẩn quẩn, cho nên hôm nay thầy khơi thị nó có Phật tánh để rồi nó thấy rằng phải quay về, quay về những cái gì nữa để mà làm một con người, làm một con người xứng đáng. Cho nên thầy Thông Lai không có hận cộng sản, thầy Thông Lai hận cái chính sách cộng sản. Thầy Thông Lai không có chê những cái người mà cộng sản là sai, nhưng mà thầy Thông Lai chê cái chính sách của cộng sản, cái liệu là cái triết lý Mác Lênin là sai. Cho nên thầy Thông Lai chỉ nói có một điều này: ngày nào những người cộng sản Việt Nam đang cầm súng bảo vệ cho những cái tên ác ôn, những người cộng sản Việt Nam đang cầm súng bảo vệ cho những cái đảng cộng sản đang đánh phá vào đồng bào thấp cổ bé miệng, mà ngày nào người đó quay trở lại biết mình sai, giống như Gorbachev nói rằng theo cộng sản là không có cái đầu, tin cộng sản là không có cái tim, như vậy thôi. Đừng có nghe lời của người nào nói, đừng nghe những thế lực đầu trực nói, và Putin cũng nói ra những câu này, nhiều người cộng sản đã từng nói những câu đó. Cho nên hôm nay quý vị nên biết rằng cái tình cảm nào thầy dạy cho thầy Tể Minh, tình thầy trò, là thầy muốn thầy Tể Minh tiếp tục ngồi ở cái ghế này để mà đưa tất cả bà cụ về con đường giải thoát, chứ không phải là có cái gì cho thầy. Còn nếu thầy thông minh mà con, thầy Tể Minh mà con ruột của thầy, mà thầy nâng niu, thầy trên nâng, thầy bàn giao cho phó trụ trì, thì cái đó không phải là Phật tánh, cái đó là âm mưu tánh. Cho nên chư Phật thương chúng sanh không có điều kiện,
thầy trò thương nhau không có điều kiện. Nhưng mà nếu tôi ở trong này mà tôi đứng tay cầu, tôi cho con của tôi cho bà con của tôi vô. Quý vị nhìn thấy Niên sư Như Thị có mặt ở đây không? Niên sư Hành Đông có mặt ở đây không? Niên sư Như Phượng có mặt ở đây không? Không. Như vậy thầy đang sử dụng lời Phật dạy, vì không có bè phái ở trong này. Nếu mà Niên sư Như Thị ở trong này, thầy bàn giao cho Niên sư Như Thị, bàn giao cho Niên sư Hành Đông, thầy sử dụng cái ma tắm. Cái biển của thầy là biển bị nhiễm độc Trung Quốc, nhưng mà biển của thầy Thông Lai mãi mãi không bao giờ nhiễm độc ở Trung Quốc, mãi mãi không bao giờ bị đầu độc ở Trung Quốc. Và thầy Thông Lai không đem bà con vô đây, thầy Thông Lai sử dụng cũng cái biển đó, cũng cái tâm đó, nhưng mà không có, coi như là của ta, em ta, chị ta. Cho nên thầy Thông Lai cũng là đầy đủ những cái phiền não, đầy đủ những tình yêu, tình cảm, nhưng mà cái tình cảm đó là phục vụ đại chúng, phục vụ chúng sanh, phục vụ Phật, coi như là bằng thức phục vụ cho những người mà đang cần sự phục vụ của thầy. Cho nên thầy không khuyến khích quý vị lại Phật, thầy không khuyến khích quý vị tụng kinh, mà thầy khuyến khích quý vị phục vụ những bà già, phục vụ những ông già là cúng dường chư Phật. Bây giờ tụi con nắm được cái chìa khóa. Khi nào mình làm cái gì mà cái tình đó nó là tình vì chúng sanh, vì đại chúng, hay là vì mình? Nếu mà vì mình, cái Phật kia đó là đã bị ô nhiễm, nước biển của Trung Quốc đã bỏ độc. Còn mình làm vì đại chúng, đó là nước biển trong sạch. Nước biển này có thể làm muối, nước biển này có thể làm xì dầu, nước biển này có thể làm nước mắm. Uống vào chỉ có cái gì, vị đó là vị giác ngộ, vị đó là vị giải thoát. Rồi, để con nói thì giờ tôi đi vô câu chuyện còn lại chưa? Kính thưa toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn, làng A Di Đà Côn Đô, vừa qua chúng tôi đã tạm thời quảng cáo chương trình Phật Tánh là gì. Bây giờ chúng tôi xin quý vị lắng lòng để nghe tiếp chương trình Một Thiền Sư Chứng Quả Ngồi Thiền Nửa Tháng, nhưng mà bị đệ tử đốt nhục thân và trở thành là một người khóc la đi tìm nhục thân của tôi đâu. Phần 2, xin mời quý vị bắt đầu bấm vào cái đài W hệ thống chùa Tầm Nguyên đã họ W hệ thống chùa Tầm Nguyên đã nét W chống cộng không bao giờ mệt mỏi. Và một chút nữa, sau cái phần mà 2 của cái tập phim tập dài 2 tập, chúng tôi có một phần giải trí. Cho như vậy, phần giải trí này do ông Dưỡng, ông phụ trách là đài truyền hình bỏ tay chấm khùng. Dĩ nhiên, tình hiểu trong cái phần đó chính là ca sĩ Dưỡng, Michael Hòa và một số coi như là diễn viên đến từ các cõi trời đau lợi. Rồi bây giờ thầy đi vô nè. Nhắc lại, sau khi Hòa Thượng Huệ Thành, Hòa Thượng Huệ Thành ngài nghe câu chuyện hai người đệ tử của Hòa Thượng ở chùa Hóc Ông Tre về kể, sau khi quả táng được 2 ngày và cái đêm vào khuya, nhục thân ta đâu trả lại cho ta, và ngài mới đưa đến, và ngài ở trong một cái ngôi phòng, ngài sai hai vị đệ tử bưng một thau nước, bưng một cái lò nấu bằng bọt cưa, bưng một cục đất sét, và ngài dùng cái kỹ thuật nhục thân ta đâu. Ồ sư đệ ơi, nhục thân của ông ở trong cái thau nước, và cái thần thức của vị thiền sư lặn vào thau nước. 5 phút sau, tiếng nói từ thau nước phát ra: sư huynh chí gạt, không có nhục thân ta trong này. À, nhục thân của sư đệ ở trong cái lò lửa này, và thần thức của cái vị thiền sư ở chùa Hóc Ông Tre nhập vào đó. Và 5 phút sau, từ trong cái lò lửa phát ra tiếng nói: sư huynh chí gạt ra, không có nhục thân ta trong cái lò lửa này. Và Hòa Thượng Huệ Thành vẫn từ bi theo trị tiếp: không có ở trong bình thao nước, không có ở trong cái lò lửa, nằm ở trong cục đất sét à. Và 5 phút sau, từ trong cục đất sét phá ra âm thanh: không có, sư huynh lại sẽ gạt ta nữa.
Và Thượng Quệ Thành tiếp tục từ bi khai thị. Trong lò lửa không có, trong thao nước không có, trong cục đất không có. Có một chỗ ở đâu? Ở hư không. Và không còn nghe tiếng than khóc. Và hai ngày sau Hòa Thượng nghĩ rằng cái vị sư đệ của mình đã khai mở cái Phật tâm, đã hiểu tại sao. Nhưng mà hai ngày sau, hai cái tên đệ tử chạy về hết hai thải. Kính thưa sư ông, kính thưa sư bác, tiếng nói của sư phụ con về vẫn đòi hỏi nhục thân, xin ra tay tiếp độ. Và khi đó Hòa Thượng Nguyễn Thành và cùng với sư phụ, lúc đó là một chú tiểu 10 tuổi, tay nải, tay khám, tay chu, đi một chiếc xe lam chạy lên chùa, coi như là chùa Hốc Ông Tre, để gặp cái vị thiền sư. Bây giờ đang ở trong thần thức của vị thiền sư này đang là một con quỷ, cho nên đi tìm cái thân dục thân của mình. Và tối đó Hòa Thượng mới ngồi kể, và Hòa Thượng kể cái gì cái ông này ông cũng không nghe. Cuối cùng Hòa Thượng Huệ Thành nói: sức học của ta, ta lâu nay là tăng thống của một giáo hội Lục Bà Tăng, cái trình độ của ta chỉ biết như vậy. Cái thân này do đất nước gió lửa tạo thành, mà ta đã dùng phương tiện, ta khai những thứ cho ông vào nước ông tìm không ra, vào lửa tìm không ra, vào trong gió chân không tìm không ra, bây giờ ta không cứu được. Thành ra do đó Hòa Thượng Huệ Thành mới đi xe, kêu là xe Liên Hiệp Sài Gòn Biên Hòa. Quý vị nhớ hồi xưa có xe Liên Hiệp Sài Gòn Biên Hòa, và chạy xuống dưới Bà Chiểu. Lúc đó Hòa Thượng Huệ Thành hành trụ đang ở Bà Chiểu, tôi quên cái chùa rồi, tôi nhớ ở khu Bà Chiểu, quận Gia Định. Và Hòa Thượng Huệ Thành vào trình bày với người sư huynh của mình là Hòa Thượng Hành Trụ. Thì Hòa Thượng Hành Trụ hai ngày sau nói: bây giờ tôi tu tịnh độ, tôi tu bên cổ sân môn, chỉ biết dạy đệ chúng, đệ tử Lục Hòa, tôi không có hiểu gì về thiền. Bây giờ tôi nói cái gì, ông nói gì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, vậy nó mở cảnh nào tôi không nói được. Tại vì Hòa Thượng Huệ Thành nói thầy không có tu thiền, mà cái con quỷ này bây giờ nó lại là nó tu thiền mà nó trực thiền, rồi đệ tử nó chết, thành ra thầy không khả thi được nữa. Quý hiểu thầy nói không? Chạy xuống Hòa Thượng Hành Trụ. Hòa Thượng Hành Trụ là đời thứ 41 của dòng Lâm Tế. Và Hòa Thượng Hành Trụ nói: được rồi, tưởng gì chứ cũng là huynh đệ với nhau thôi, bây giờ ở đây hai ngày rồi khỏe đi rồi đi xuống. Thì lần này thì người ta không có để cho Hòa Thượng Hành Trụ đi xe đò Liên Hiệp, mà thuê cái tắc sông Ken. Quý vị biết cái tắc sông Ken không? Xe tay kêu là xe lô á. Thì Hòa Thượng Hành Trụ với thầy đi từ đó, từ ở Sài Gòn ở Bà Chiểu ra bến xe lô tắc sông Ken, đi ngược lại xuống khỏi tới cái dốc Chu Quả, qua khỏi cái ba cây lơn xuống dốc Chu Quả, rồi đi một đoạn quẹo trái vào ở trong cái là coi như là chùa Hốc Ông Tre. Tôi nói cái này là có sư gia của ông Phong chứng nhận, là tôi nói đúng từ cái địa danh. Xuống tới nơi, tối đó Hòa Thượng Hành Trụ bắt đầu ngài mới ngồi đó. Mà lúc đó là lúc này là chúng tôi hết sợ ma rồi. Tại vì con ma mà nó đi về ngày nào nó cũng nói đạo rồi, có sợ nó không vậy? Tiếng nói dằn dằn vậy, không sợ nữa. Và lúc này á, thì tôi là cái người nhỏ, nhưng mà tôi có cái chủng tử, tôi thấy nó hay quá. Tôi thấy bây giờ thêm một cái ông sư bá từ ở trên đó xuống. Thì Hòa Thượng Hành Trụ hỏi: Thông Lai có sợ này không? Tôi nói không sợ, con thích lắm. Ông nói: về con ráng con nghe. Có trí nhớ giỏi không? Tôi nói: giỏi. Ông nói: con nhớ được cái này, sau này tương lai con sẽ ra Hoằng Pháp. Mà ông bói tôi nói sau này con ra Hoằng Pháp thì con sẽ dùng cái bài pháp này khi mà con đến cái chương trình luận giải, con giảng cho đệ tử chúng con. Mà cái dòng pháp của mình đó là cái tổ Lâm Tế nha con, mình là bên thiền chứ không có phải là tịnh độ đâu, nhưng mà căn cơ chúng sanh tịnh độ giờ con theo coi như là sư đệ ta, tức là sư phụ con là Huệ Thành thì không sao. Nhưng mà con nhớ cái này, khi đủ nhân duyên con nên đem câu chuyện này ra, chúng sanh nghe câu chuyện này bằng 10 năm tụng niệm đó con. Bởi vì nghe câu chuyện này nó nghe tiếp. Thì lúc đó hai cái ông kia ổng thích, ổng không thích. Mà tôi thì tôi là có cái tính hiếu kỳ, tôi nghe tôi ngồi, tôi có một cái trí nhớ rất là tốt. Quý vị thấy nãy giờ những cái chuyện thầy kể đã 55 năm qua mà quý vị thấy nó có cái gì đặc lẽo không quý vị? Có cái gì nghe nó không hấp dẫn không quý vị? Hấp dẫn tức là tôi nói chắc cũng trúng được đâu 3-4%. Nghe tiếp.
thì bắt đầu tối đó Hòa Thượng Hành Trụ lại, Ngài ngồi yên lắm. Ngài bắt đầu, Ngài nói hỏi vợ Hòa Thượng cần kinh gì. Ngài nói không có kinh gì, ta đến đây với bài kinh vô tự. Cái tên này không có dùng bài kinh nào mà trị được nó hết. Sư phụ của con, sư phụ của con mà sau khi chết, ông tu phước, ông chỉ về cõi trời dục giới, cao nhất là cái cõi trời tứ thiên vương thôi. Nhưng mà con có biết là sư thúc của con, thiền sư Hốc Ông Che, đã ở cái cõi trời nào không? Con nói giờ con không biết. Sư phụ của con tu 10 kiếp cũng chưa lên được cái cõi trời, mà thiền sư Hốc Ông Che đến, dễ sợ chưa quý vị? Thì lúc đó quý vị lắng nghe. Khi đó Hòa Thượng nói đi ra rót trà, mà Hòa Thượng Hành Trụ Ngài uống cái trà mà của Nhật, quý vị biết cái bình trà đó, rồi nó phải rót từng cái ly nước, quý vị biết không, đun nước sôi lên rồi rửa cái bình rồi gáo vậy nè. Thì tôi hồi đó biểu là con đông nước mà cái loại Nhật uống rắc rối lắm, ngồi đó nấu rồi cái đổ vô rửa ly rửa bát, ví dụ cái chuyện người Nhật uống á, thì ông ngồi đó. Thì Hòa Thượng Huệ Thành ông cũng ngồi tôi, cái là cứ coi cái lò bọc cưa mà nó có cái gì, cái tôi quạt tôi bỏ bọc cưa vô. Hồi xưa đâu có củi đâu, ngồi xài cái lò bọc cưa. Chút xíu sau thì nghe cái tiếng văng vẳng từ hư không: dục thân ta đâu, dục thân ta đâu, sư huynh Hành Trụ, sư đệ Huệ Thành không biết dục thân ta đâu, có lẽ sư huynh biết, chỉ cho ta biết. Nói thẳng luôn Hành Trụ. Hòa Thượng Hành Trụ hỏi: này sư đệ, ông đã nhập được sơ thiền chưa? Nghe cái tiếng trả lời cho hư không: chuyện đó là chuyện của 10 năm về trước, tức là đã nhập sơ thiền 10 năm về trước. Ông nói làm sao ta tin? Hòa Thượng Hành Trụ trả lời: ai cũng có thể xưng mình nhập sơ thiền, nhưng ông biết sơ thiền là gì không? À, lúc đó tiếng nói từ trên thiên không: sơ thiền là người hành giả sau khi ngồi yên lặng, trải qua cơn đau nhất của cái khắp thịt, vượt khỏi một tuần lễ đầu và đã ly khổ đắc lạc. Người hành giả này lúc tu hành giữ được phạm hạnh thanh tịnh, không sắc sanh, không trộm cốt, không tà dâm, không dùng nữ, không uống rượu, rồi ngồi kiết già, coi như hàng phục cái thân. Trong thời gian nào mà ai đạt đến một tuần lễ, và tâm lúc nào cũng trong trạng thái an lạc, lúc này em đã liền cái thân, sơ thiền đã liền cái thân tứ đại này rồi, mà em không ở cái cõi mà dục giới này nữa, em ở cái cõi trời sơ thiền. Hòa Thượng Hành Trụ nói giỏi lắm, nhưng mà ông ở cõi trời nào? Ai cũng nói là về cõi trời này cõi kia, ông nói được tên cõi trời đó ta mới xác nhận ông là về cõi trời sơ thiền. Sư huynh Hành Trụ ơi, cõi trời em về đầu tiên 10 năm trước là cõi trời Phạm Trung Thiền. Hòa Thượng Hành Trụ: hay lắm, đúng rồi, Phạm Trung Thiền là cái gì? Phạm là phạm hạnh, chúng là đại chúng, ở trong đại chúng phạm hạnh thanh tịnh, lúc hòa không lục đục, giữ giới nghiêm minh, sống đời phạm hạnh, ăn ngày một bữa, không tham danh lợi, không làm trụ trì, không làm coi như thượng tọa, không làm hòa thượng, làm sư Hốc Ông Che, cho nên em sống phạm hạnh. Cái này Hòa Thượng mới nói, Hòa Thượng Hành Trụ nói, nhà ngươi tu như vậy có khác gì ngoại đạo? Thì kia nói đúng vậy, cho nên em không làm phạm túc thiền. Em tu được 2 năm sau em lên làm phạm phụ thiền. Hòa Thượng Hành Trụ nói: hay lắm, phạm phụ thiền là gì? Nhà ngươi nói được vậy được. Phạm phụ thiền là gì? Phạm là tu phạm hạnh, phụ là cha có mấy cái thằng cha tu khổ hạnh, cho nên em làm cha có mấy cái thằng tu mà khổ hạnh, à co giò nhịn ăn, em thành là cha của nó phạm hạnh, nhưng mà cha của nó, cho nên kêu là phạm phụ thiền. Và Thượng Hành Trụ nói: giỏi lắm, đúng rồi, nói tiếp. À rồi sao, đi tới đâu nữa? À, nhà ngươi đã ở từ phạm trung thiên, nhà ngươi đã lên tới phạm phụ thiên, nhà ngươi vẫn chưa khỏi luân hồi sinh tử. Tới năm thứ 5 em không còn mê làm vui với mấy cái thằng mà tu mà khổ hạnh nữa, em không ích lợi gì nữa, em tiến lên một cái là đại phạm thiên. Đại phạm thiên anh có biết là ai không? Và Thượng Hành Trụ nói: ai? Chính là những vị trời
và khi Đức Phật Thích Ca ngài chứng quả, ngài thế dân chúng ở đây ai có Phật tánh mà khó nói quá, ngài định nhập Niết Bàn, thì chính ông trời Đại Phạm Thiên là những bạn bè của em đó, chính Phật chuyển pháp lên và tự hành chủ đấy, giỏi lắm, đạt được sơ thiền, hay không gì? Đại Phạm Thiên là còn lớn hơn nữa, đầu tiên mới chứng dù quả vị sơ thiền, là cái người đó là chỉ là phạm chúng thiên, là làm dân của cõi trời thôi. Tu phạm hạnh mở là chúng thôi, mới làm đại chúng thôi. Tu thời gian ở chung những người cha ngoại đạo thì tên này chán quá, chứ không nữa. Chứ không nữa kêu là coi như chứ không khỏi cái phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, cha có mấy cha tu hành, phạm phụ thiên thời gian cũng ngon nữa, trở nên đại phạm thiên, không còn dựa vào chê, không còn chê cái tuổi này là tu coi như là khổ hạnh, mà không làm vua nó nữa, mà lớn hơn chút nữa, làm lớn hơn cái bậc nữa, mình là đại phạm thiên, mình đi cầu những cái gì giải thoát hơn nữa, đi tìm những vị Phật để chứng quả. Cõi trời này không còn đàn ông và không còn là đàn bà nữa, cõi trời sơ thiền này chỉ còn là đàn ông không, mà nằm trong cõi trời sắc giới, tức là có sắc tướng, có âm thanh, nhưng mà không còn cái tính đàn bà về cõi trời này. Quý vị nhớ, thầy phải ngồi thì nhớ lại cái diễn tả của quý vị sư thúc sư chú thầy, để thầy diễn tả y chang như vậy quý vị mới khai ngộ được. Nãy giờ thầy nói tới đây tụi con hiểu không? Hiểu muốn nghe tiếp nữa không? Giảng pháp kiểu này tổn thọ lắm, tại vì phải nói, phải diễn tả giữa hai cái sự đóng thống nhau, giữa hai thiền sư. Một thiền sư đã chứng quả đã chết, một thiền sư còn sống, và một ông thầy của thầy chỉ là biết tới tứ đại gia không thôi, không biết gì hết. Như vậy qua tưởng hành trụ hỏi tiếp, ông đã vượt qua ba cõi trời sơ thiền à? Và tưởng hành trụ nói, và tưởng hành trụ kể tiếp, tức là lên tới đại phạm thiên. Ông đã vượt qua ba cõi trời sơ thiền rồi, tại sao còn muốn ở đây? Ủa, ông tu cao như vậy mà, tại sao còn muốn ở đây đi tìm cái thân thúi, cái thân tứ đại này? Ông đúng là cái đồ coi như là nói giỏi, thiền giỏi, nhưng mà ông không có tu huệ. Ông nói hay quá. Thì khi đó cái thiền sư Thông Bổn Chèo mới nói, ông có biết rằng ba anh em ta cùng quy y, ta chuyên thích ngồi thiền, ông chuyên môn dịch kinh, còn hòa thượng Huệ Thành này nè chuyên môn đi độ chúng, làm sao tôi biết? Ông biết, ông nói tao nghe. Tức là cái ông mà hòa thượng Khóc Ông Che chuyên môn thích ngồi thiền là chuyên môn định, hòa thượng Hành Trụ vừa có định có huệ, hòa thượng có thầy chuyên môn tụng kinh niệm Phật, thành ra hòa thượng có thầy không khai thị được. Lúc đó đó ông xác nhận không, có định mà không có huệ là không có thấy được chân lý. Ta có định huệ, ta là con chim có hai cánh. Bây giờ ông kêu ta làm sư phụ đi. Ông kia nói, chưa chắc. Ông ở cõi trời nào mà dám xin sư phụ với ta? Ông còn ở cõi ta mà. Ta đi các cõi trời giống như là hằng ngày ta tìm cái thân tứ đại của ta. Tại vì ta không phải đắm núi, mà ta tìm nói để chi? Để ta về ta ngồi tiếp nữa, ta muốn chứng cao hơn nữa. Vì chỉ có thân người mới được ngồi vào địa nghĩa. Ở trên kia sung sướng quá, ta không làm sao ta tu được hết. Hiểu chưa? Hòa thượng Hành Trụ tiếp, ông mới đến sơ thiền, ông đã đến nhị thiền chưa mà không chịu làm đệ tử ta? Hòa thượng Hốc Ông Cha nói, chuyện đó là 7 năm qua đồ bỏ, đi qua rồi. Ông đã đến cảnh thứ nhị thiền, thiền sư Hốc Ông Cha nói, hòa thượng Hành Trụ nói đến rồi, vậy ông hãy tả ta coi đến cảnh đó nó đẹp như thế nào, nói đi. Ta cũng đến đó rồi đó, nhà người nói đúng, hay là nhà đến cảnh của Ma Dương. Lúc đó hòa thượng Hốc Ông Che thiền sư nói, ông có biết sao không, từ sơ thiền ta bỏ cái phước báo của đại phạm thiên, ta tiễn lên chỉ xuống ra, ta không còn tu khổ hạnh nữa. Ta lúc này ta thung dung, ai uống đồ mặn ta ăn đồ mặn, ai uống đồ chay ta ăn đồ chay, ta không kẹt vào những cái mùi vị dơ thúi nữa, ta tiến lên một loại vị coi là thiểu quan thiện. Và tự hành chủ nói, thiểu quan thiện là gì?
thiểu là nhỏ, quan là trí huệ, nhưng mà trí huệ còn nhỏ lắm, thì đời này bắt đầu là điển quan, thiểu quan thiên, ta bắt đầu phát sinh trí huệ là thiểu quan thiên. Và thượng hành trụ nói đúng, đúng, ta cũng biết nhà người đi đúng đường, nhưng mà từ thiểu quan thiên còn lấy cái gì nữa? Hòa thượng thiền sư Hốc Ông Che nói từ thiểu quan thiên ta ngồi thiền một thời gian, khi ta đạt tới hai tuần lễ xuất định, ta đạt tới vô lượng quang thiền, lúc này trí lợi trí huệ của ta vô lượng quang, à lúc đó hòa thượng huệ thành có tương đương với kinh vô lượng thọ là A Di Đà Phật vô lượng quang không? Cái lúc đó hòa thượng mà không ông che nói ông giỏi lắm, ông nói vô lượng quang hay lắm, nhưng mà ông đâu có thấy được ánh sáng vô lượng quang của Phật A Di Đà phải không ông huệ thành? Và thầy nói nó mô Phật, đúng là mình tụ mình nói vô quang. Bắt đầu lúc đó hòa thượng hành trụ nói ông đã vô được vô lượng quang là ông biết còn cái gì nữa không? Vô lượng quang là hết rồi phải không? Hòa thượng thiền sư Hốc Ông Che nói ta đâu có ngừng ở đó, ta tiến lên cõi trời quang âm thiên, hồi nãy ta chỉ dựa vào cái ánh sáng, bây giờ ta còn dựa vào âm thanh, tất cả âm thanh ở trên thế giới này tốc độ đi chỗ nào ta cũng đều nghe được hết, một lượt ta có thể nghe tới 1,008 nói chuyện phân biệt từng chuyện nhỏ, ta có thể nghe tất cả những câu cầu kinh, cho nên ta đạt tới cảnh giới thị thiền quang âm thiền. Hòa thượng Huệ Thành hỏi à quang âm thiền có phải là cái cõi trời đầu tiên mà xuống quả địa cầu này không? Hòa thượng thiền sư à Hốc Ông Che nói ông chỉ giỏi lắm, ông có thấy được không? Chỉ có sư huynh hành trụ mới thấy. Sư huynh hành trụ quang âm thiền là gì? À quang âm thiền, quang âm thiền là cái cõi trời ở trên này, những người nào dùng âm thanh mà tụng kinh Phật mà người này chưa phá cho bản ngã, những người nào cúng hào quang cho Phật mà còn chấp vào cúng hào quang là có phước, thì người này không được về cực lạc mà về cõi trời quang âm thiền. Rồi ông đã đến từ cõi thời nhờ sơ thiền qua nhị thiền nó có ba cõi trời: thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên và quan âm thiên. Ông đã đạt tới cõi trời tám thiền chưa? Thiền sư Hốc Ông Che nói chuyện đó đã 8 năm về trước rồi. Để sao cho quý vị à nói nhưng mà chứng minh cõi trời tám thiền có cái gì? À có cái gì? Tại sao lên tới cõi trời tám thiền, quan âm thiền còn đi tìm cái thần tứ đại này? À lúc đó ông thiền sinh sống ông che Phật chưa bao giờ khen cõi trời là có phước, Phật khen cõi người là có phước, phải có cái thân người mới tu được. Tôi hỏi ông ở cõi trời quan âm thiên, tôi là cái người trốn vào Hốc Ông Che, tôi không muốn nghe những chuyện thị phi, bây giờ tôi chứng được cái thần thông đó, một ngày tôi nghe người ta kêu trời vô biểu lạnh, ông nghe không? Nắng quá nó cũng kêu trời ơi, mà tôi có thiên nhãn, mưa quá nó cũng là trời ơi. Hiểu chưa quý vị? Tôi chịu không nổi cái cõi đó, xuống cõi trần này này có cái thịt, mình không muốn nghe nó, mình lấy cái rồi mình bịt lỗ tai thì không nghe. Trời ơi, ở trên này quán âm thiên đều nghe rồi, hào quang ông có biết không? Chỗ nào mà nó gánh hào quang người ta không thấy, Phật thốt quang cả ngày cả đêm, tôi bị khủng hoảng vì cái âm thanh sắc tướng. Từ đây tôi mới hiểu hồi đó cõi trần cái gì mà âm thanh sắc tướng làm mình đau khổ, mà ở cõi trần này tụi nó phải niệm Phật, nó phải kính hào quang, nó mở chỗ nào nó cũng mở mấy năm trời hết, và hở cái đó nó gọi tới chư thiên. Ông biết gọi đâu, một ngày mà ta kêu ông nghĩ coi ở trong đạo Phật của mình một ngày có bao nhiêu người có trời? Ở thế giới này bây giờ là 9 tỷ người, chỉ cần 1 tỷ người vô trời là mấy ông nó tu hết nổi rồi. Hiểu chưa quý vị? Nghe tiếp không? Nghe tiếp. Lên cái cõi trời này nghe cái lỗ tai đi tới 300, đi bằng tốc độ ánh sáng lên. Mình ở đây ánh sáng đi bao nhiêu quý vị? Bây giờ phản lực kêu là Mach 1, Mach 2, Mach 3, F35, 3, F8 đấy rồi. Nhưng mà ở trên đó là bằng tốc độ của ánh sáng. Trời ơi, làm sao mà đọc? Bởi ông đi tìm cái sắc, ông tìm cái dục thân mà tạm đó. Thời gian ta ở trong cõi người ta sung sướng quá. Lâu lâu rồi có 2 đệ tử khùng của tao nó lên, nó đem cơm rồi thôi.
Trời ơi, bây giờ chứng được cái gì? Bởi vì đừng có ai mê thần thông, khổ lắm, khổ lắm. Một ngày nó kêu trời không bao nhiêu, mà nó kêu cái những ông ở cầu trời quan thiên là đúng động, không có tu hành gì được nữa. Thiền sư trả lời, đến rồi. Hòa thượng hành trụ nói tiếp, à, ông đã đến tứ thiền chưa? Đến tứ thiền chưa? À, Phan Hòa xin lỗi, đến tứ thiền chưa? Nó dạ, đến rồi, 10 năm trước đã đến rồi. Nói cho ta nghe coi, tứ thiền của ông giống tứ thiền của ta không? Thiền sư trả lời, ta đã ở cái cõi tứ thiền đầu tiên, vô dân thiên. Và thường hỏi vô dân thiên là gì? Vô là không, vân là mây, thiên là trời. Ở cõi trời đó nó cao đến nỗi các tầng mây không bao giờ bay được. Và thường hành chỗ đấy, đúng rồi, cõi trời vô dân thiên, mây bay không tới. Rồi, ông thường ở đó hả? Ta không thường ở đó. Bắt đầu lúc này, ta ở cõi trời vô dân thiên, ta nhìn thì không có mây ngăn cản, ta nhìn xuống thế giới ta bà, ta dùng thiên nhãn ta xuyên qua, và bắt đầu ta thấy các ngôi chùa, những cái người nào mà bà con nhiều đời của ta đang làm cầu cứu, ta thấy những cái thân nhân của ta, bà con quyến thuộc, cho nên ta bắt đầu ta xuống, ta thấy người ta bắt đầu đi chùa, ta khởi niệm, chẳng hạn như thầy Thông Lai. Thầy Thông Lai bây giờ tự nhiên thầy Thông Lai có một cái ông nào ở cõi trời bên quan âm thiên, mà thầy Thông Lai nói trời ơi, tự nhiên đi đón người đâu mất chiếc xe mẹ nó rồi. Ông trời ơi, thầy có kêu trời ơi mà, thấy không? Tôi tham liền có trời ơi, tự nhiên đón người đâu thấy rồi mất mẹ cái xe rồi. Thì cái ông nào trong quan âm thiên không nghe, đây anh Thông Lai nó kêu được lắm. Thì chút xíu cái là tối đó là lại nó xui khiến làm sao đó, cái có hai vợ chồng nãy lại nói thầy, thầy có kêu trời không mà con xin cúng cho thầy chiếc xe. Có rồi á, tôi nói này có hòa thượng á, cúng chiếc xe mới luôn đó quý vị, tại vì tôi ra trời. Rồi cái đi chút xíu nữa cái Thuận Phước mua bảo hiểm sao, có 2 triệu không? Nó dạ con mua cầu mỗi sợ, mà có 2 triệu không? Nó dạ mua có 1 triệu. Tôi nói trời ơi sao nó biểu rồi không nghe, trời ơi Phước ơi, thêm có mấy chục nữa à. Cái chút xíu có người nói thôi bây giờ cái xe sang vô xe xin cúng ở đây luôn. Trời ơi tôi cũng kêu trời hoài ơi, đừng kêu nó nhanh, đừng ông sư thúc tôi ở trời nó với lòng, cho nên làm như hoài hoài một ngày biết bao nhiêu người kêu trời. À, không có gì à, trời ơi mà kêu trời đúng nghĩa kìa. Trời ơi thằng chồng tôi nó, ông trời ơi nói xuống mà coi, thằng chồng tôi nó về nó đầu mũ đầu mã mà về nó tôi ngu quá, nó đánh qua cái email à, anh phải ở lại anh tết gì bà nội để con so. Cái lúc đó anh chồng qua nó chửi, anh nói thiệt anh nói láo đâu, ông nha, ông đệ tử thầy Thông Lai nha, mà ông nói láo ra, anh nói thiệt, ông chồng đeo coi, đánh email qua cho coi, sư phụ thấy con để không? Em à, anh xin phép có 2 tuần, nhưng mà về thăm mẹ, thấy không? Nhưng mà vì bà nội để con so, anh phải ở lại 2 tuần. Anh nói thật, có phải là mấy cái thằng Việt Nam mà về mà lấy được con vợ trẻ, phải cung phụng nó giống như bà nội không? Đâu có nói thật, đâu có nói láo đâu. Tôi nói rõ ràng, thằng này nó đâu có phạm giới đâu. Nó nói là bà nội để con so, ở đây là vợ, nhưng bên kia là bà nội, phải không con? Được chưa? Nói đúng không mấy bà? Ta đánh cho mẹ bà nội đứa con so mà dám nói làm mẹ nó láo nữa. Con là nói rõ ràng, con là giấu thiện chân chơi chữ lắm. Khi nào nguyên tịnh mà nghe thiện chân nói về quê thăm bà nội để con so là coi chừng gian qua nó cãi đó. Anh nói thiệt mà mình, em ở đây là anh thương, thương như vợ, nhưng mà bên đó là thương như bà nội rồi. Vì bà nội mới để con so, chứ vợ thì già lấy đầu để con so. Giờ hiểu chưa? Bây giờ những câu nói câu này đúng là mình giật mình, mình kêu trời hoài đó. Do như vậy mỗi một ngày, như vậy là ông cả ngày không tu, phải không? Được không? Tôi tu đỉnh mà không tu phước, cho nên làm sao mà tiến được quên. Như ông tiến lên cõi trời nào, sau khi mà người ta la trời, ông dùng thiên nhãn thấy ai kêu trời, ông được cứu giúp. Trời ơi, bữa nay ế thì nghe quá.
Trời ơi sao không cho con làm? Trời ơi tiệm nail cũng kêu, tiệm tóc cũng kêu, nắng cũng la và trời mưa cũng la. Thấy không? Nắng thì mấy người làm nông là la trời, mà lạnh thì mấy người cũng như Cali qua cái trời ơi. Ông thấy chuyện ở đây nước này mà đổ bên kia nó đã dữ, Cali đâu thiếu. Mà bên đây trời ơi, bữa nay mà đổ chỗ này nó sập chùa lượm vào hết. Thành ra thì anh về đâu? Anh làm cái chuyện này, cái xen vào cái chuyện làm phước. Anh làm một thời gian, anh tiến lên cõi trời phước sanh thiền. Phước sanh thiền. Phước sanh thiền là anh lúc này anh bắt đầu làm phước và anh vui, không còn buồn nữa. Mà phước sanh thiền. Nhưng mà phước sanh thiền anh được cái gì? Ở đó là phước ngoài không? Nhưng mà phước sanh thiền ngoài không ở này nữa. Anh cao hơn, anh cao lên ở những cái thế giới xa hơn, những cái kêu cầu, những cái kiến chiều trời nó không còn đọc con lỗ tai nữa, thì anh đã lên tới cái chỗ là ở những cái universal, ở những cái thế giới xa hơn, tiếng kêu cứu là người không tới, mà anh ở trên đó thì cho cái quả gì mà anh là phước trong một thời gian để mà ban phước giáng họa cho những người la trời. Anh tặng cho Thông Lai một chiếc xe mới, tặng cho làng Di Đà này một chiếc xe mới, cho anh được cái phước và anh lên cõi trời quảng quả thiền. Quảng là gì? Lớn. Quả là gì? Cho quả là phước. Ông trời này đang hưởng cái phước là quảng quả thiền. Thiền sư trả lời: ủa, như vậy là ba cõi này không cấm dỗ được anh, mà tại sao anh còn về đây để làm phiền đệ tử, làm phiền phiền huynh đệ? Anh có tiến lên cõi trời vô tưởng chưa anh? Cái chuyện đó đã xảy ra, ta xảy ra cách đây mấy tháng trước khi ta chết. Ta đã tiến lên cõi trời phi thưởng. Cõi phi thưởng là cõi trời cao nhất của những cõi trời tứ thiền. Ở trên đó là cái gì? Anh nói tôi nghe. Lúc này là Hòa Thượng Huệ Thành không có nhìn được nữa. Cái cõi trời này là Hòa Thượng Huệ Thành, sư phụ của thầy là coi như là ngồi đó như dịch nghe sấm, im lặng không nói câu nào. Hòa Thượng Hành Trụ nói, ông nói nghe vô tưởng thiền là gì? Vô tưởng tức là không còn khởi những tư tưởng để mà ban phước giáng họa, không còn có khi khởi những tư tưởng thương và ghét. Anh đã đến cái trình độ lúc đó là anh không còn có khởi một cái gì đó. Anh ở trong một cái giống như cái tấm gương, giống như cái tấm gương. Đàn ông qua anh cũng hiện, đàn bà qua anh cũng hiện. Ở dưới cõi trời dưới đó, đàn ông qua mà bà con của mình thì mình giúp, đàn ông qua mà coi như là quan gia của mình không giúp. Bây giờ anh chỉ là tấm gương, tấm gương không có cái tư tưởng nào trong đó. Vô tưởng thiên, anh đã tới vô tưởng thiên rồi, tại sao anh còn đi xuống dưới này nữa? Nhưng mà vô tưởng thiên ngồi hoài ở đó không chút đó gì chúng ai hết. Không lẽ mất tôi cứ ngồi hoài trong đựng sao? Vì tôi ngồi trong cõi này mà cái thành điện tử ta nó mới đúng mất cái dục thân ta, nghe không? Trời ít lợi gì hết. Ta tu kiểu này là cái người mái, cái người mái không có niềm sầu nỗi khổ. Có người sống là nhờ có cái tư tưởng, mà ta tạo cái cõi trời vô tưởng thương, không còn tư tưởng, ta khác gì là cái lòi gỗ đá. Cho nên ta giận cái thằng điện tử khùng của ta, nó ngu đến đi đốt của ta. Ta từ cái đó cho ta còn cái thân ta còn vượt lên nữa, nhưng mà anh đã vượt lên đâu? Đất mai là sau khi ta suy nghĩ lại, ta tiến lên một bậc nữa, cõi trời nào? Cõi trời vô thiền, vô phiền thiền. Suy nghĩ cái lại tại sao mình đã lên đây mà còn phiền não, cho nên vô phiền, vô tưởng chưa bằng vô phiền. Hiểu chưa quý vị? Vô tưởng không bằng vô phiền. Rồi anh đứng ở chỗ đó hả? Có tự tư thiền là phải ở đó. Vô phiền thì không có nóng giận. Người mà nó không có phiền não thì không có sân. Ta tiến lên một level nữa là vô nhiệt thiên, không có nổi nóng nữa. Không có đỏ mặt nữa. Như vậy anh ở vô nhiệt thiên hả? Không, lúc này không ở vô nhiệt thiên, mà tiến lên cái cõi thiền cao hơn là thiện kiến thiền. Lúc này tất cả cái thấy của ta đều thiện. Ta thấy cái người ác ta cũng thấy là thiện, nhờ có thằng ác nó mới lòi ra thành thiện. Ta thấy tất cả những cái người xấu, người tốt, ta đều nói giờ là con đã biết là cái luật của sức tích thì không. Cho nên ta đã ở vào một cái thiện kiến thiền. Thiện kiến thiền là ta thấy ai cũng là thiện hết, ai cũng dễ thương hết, không ghét ai nữa hết. Lúc này tất cả người nào mà ta thấy ta đều khởi tâm thiện, ta lên cõi trời cao nhất, cao nữa của thiện kiến thiền. Rồi anh ở đó còn có trời nào? Còn ta vừa nhập vào trong thiện thiên, thiện kiến thiên rồi thiện hiện thiên. Ta đang phát tâm là từ đây, ta
xả thiền ra, ta phải hiện thân, lui xuống, giúp sư huynh thành trụ, giúp sư huynh Huệ Thành để dạy cho đám đồ tôn. Nhưng mà không ngờ nó sẽ bắt dịch tới đúng cái thân ta rồi. Phải trở lại. Nhưng mà anh ơi, anh còn một cõi trời nữa. Cõi trời đó là cõi trời của Anaham, gọi là cõi trời sắc cấm. Cõi này cao hơn cái cõi trời hiện chí sắc tu cấm. Là cái người này chỉ còn có một chút xíu nữa, gặp được thì thức thay thị là sẽ lo. Anh ơi, anh đã đọc gần chúng ta là hát. Anh về ngồi đi nghe, nghe quý vị nói nè. Lên tới đó mà chỉ mới có 10 năm. Tại sao mà anh lại còn chấp cho cái thân này anh ơi? Thiền sư, thiền sư, thiền sư không ông chết trả lời. Ôi mỗi lần nhập định, cả từng cậu chơi mỗi trời, chúng ta ở đâu mà hỏi? Anh dẫn ở đâu? Ta bây giờ ta bay đi, ta đổi trời, chúng ta ở đâu? Khi đó hòa thượng thành trụ khai thị tiếp, ông có biết làm đến chỗ này gọi là năm cõi trời của cõi trời sắc giới, gọi là bất hoàng thiên, hay là còn gọi là tư thiên của những chứng quả a la hán. Mỗi khi nhập là ông tư với tất vị thành a la hán có một đời nó động chính a la hán. Và tại sao ông chịu đọc kinh? Ông đi thiền tại hồi đó ông nghe ta, ông đi đọc kinh thì giờ này ông chứng a la hán. Tới gì có một người chết sao mà còn khởi tưởng đi tìm cái thường nội dụng ta. Khi đó sư giật mình cho hòa thượng hành khai thị tiếp: này huynh đệ, ông như ta nhận Phật ta làm ông ngồi thiền không chịu cũng học hỏi ta kinh điển để có định có huệ những phong sao tới nơi sao rồi. Ông nghe ta sau đây, ông lại có định lực, có đủ thật, có đầy đủ để đầu lượng dầu nước, để các tổ sắc giới, thần lực đầu lửa chưa vào nước, chưa vào đất, ai không lại, đã tới vậy, cứ do gì, cứ cái thân này, hồi giờ qua đó, người ta nói, tâm chưa sở tổ, là tâm, và lục tổ khi đã bắt gương thì không phải cũng là nhất sao còn ông trẻ này nữa. Có phải là cái Phật tánh là cái lục tổ nói thương ghét được làm dũi hay chứ là thứ dục không thành thì thiện hành không thương dục thiện hành thì bởi vì cái tổ này nó được đi vào con đường không? Tôi có biểu cái gì vào chùa ngoài, tôi không biểu cái gì ngoài. Tôi cứ rồi thì về thì mới lại tu với vợ trong giữ phẩm đi ra uống rượu cũng có thể tu như thầy rượu thành phong hoa thì kéo nó gì đó ăn nhậu tao chơi không đáng chúng ta không qua đến đây mà có hai cái tay còn bám vậy thì tôi sau đó khi qua thì bắt là nó hứa vậy luôn con bác nó hứa là nó còn nó đổi tốt nhưng mà lúc cũng nó có tám thằng nhậu thành có bằng nhậu rồi thì ta thì chơi thiện thắng mới mua cây rượu mà nói là một chiếc tao mình rồi ta qua làm cái chết
về chuyển thành chay rượu không nữa. Cái thứ ba chay rượu do thế và bây giờ xuống uống rượu cho nó đủ thừa đã không mà để bỏ gì thôi không giờ để xong bữa nay thầy mà kinh phí của mình có thể không trả thì cho sắp tích tiền tích tiền không phải là con với cái thằng thiên thạch tự đi vào trong quân đội rồi tình cờ qua đây cũng vào trong quân làm sẽ cùng vẫn nhưng nếu không
không còn phước. Ông phúc nam tổng vô cả dân tộc thì chúng đó là ai, là ai già vào lúc giờ ở tại chưa có được chỉ đang còn có sự tự tắc để là bây giờ cũng được hết tôi an ba tôi an để đồng bào có nhiễm bố an để cho anh đi cộng tám hai là kẻ nó nghiệp ai đấy mình ở đây tìm một hai tôi nhớ đây mình đang xì dầu mũi nhớ trên quá trời tôi có đâu đâu tôi chơi đâu cái gì
quốc hay cái hạn gì đủ điều đó chúng về thôi không sao, nếu có cái chuyện chồng con cứ về đi không sao, vậy để đem hạnh phúc cho gia đình nhiều khi nhà ai đến chuông vậy. Tụi con đã từng đã là ở trong bao nhiêu các pháp hội của Phật rồi, chứ không có đơn giản đâu. Bài pháp này là cái bài pháp tối thượng thừa mà trong đời thầy chưa bao giờ giảng, giảng bằng địa danh, giảng bằng những cái lời đấu khẩu của một vị thiền sư đã duyên tịch mà vì còn chấp vào cái thân, nói về những cái cảnh giới của cõi trời mà tụi con có tưởng tượng rất là lớn. Thành ra thầy không có nói những chương trình này để cho người ta đến tự đến, thì mình biết cái người đó là có chuẩn tử người ta đến. Còn nếu mình nói chương trình hay người ta đến là do cái gì quý vị? Cái tâm tham à, cái tâm này cái này có đặc biệt. Còn không nói gì hết, chỉ nói là chương trình để mà tri điều cảnh sát thôi. Không có chương trình thỉnh cửu quyền, không có chương trình tấm Phật, không có cái gì hết. Để coi ai là cái người đến đây do cái nhân duyên, hiểu chưa quý vị? À, hoàn toàn. Thành ra tụi con nhiêu đó là đủ là bác quan trai rồi. Nhưng mà thầy giúp tiên lại hai cái giới chung, chư Phật ba đời không giết hại chúng sanh, cái giới đầu tiên của bác quan trai và sa di giao duyên, tụi con không giác xích giết hại chúng sanh được không? Giới thứ hai của bác quan trai và xuất gia giao duyên, chư Phật ba đời không giết hại, à, xin lỗi, không trộm cắp tài sản chúng sanh, cái gì nguyện không trộm cắp tài sản chúng sanh, giới thứ hai của hai giới luôn, giữ được không? Giới thứ ba của bác quan trai và xuất gia giao duyên, chư Phật không làm chuyện dâm dục. Cho nên trong thời gian ở chùa này chúng con không có làm chuyện dâm dục. Giới thứ ba giữ được không? Cái thứ tư, chư Phật lời nói nào cũng đem là hạnh phúc chúng sanh. Trong thời gian này tụi con nói lời nào cũng đem hạnh phúc cho bạn bè và bạn đồng tu. Giới thứ tư tụi con giữ được không? Giới thứ năm, chư Phật không uống rượu và các chất say. Thành ra tụi con hôm nay trong thời gian ở chùa không uống rượu và các chất say, giữ được không? Vẫn tiếp tục do bác quan trai và sa di. Giới thứ sáu là không nằm giường cao chiếu rộng. Mà thầy nghĩ tụi con vô ở trong những cái mobile home nhỏ hẹp cũng không có đủ giường, thành ra tụi con sẽ giữ được cái giới thứ sáu là không nằm giường cao chiếu rộng, được không? Giới thứ bảy là không trang điểm và làm trò múa hát. Thầy nghĩ là tụi con đâu vô đây mặc áo tràng cạo đầu cũng không ai trang điểm và làm trò múa hát. Đó là giới thứ bảy cho bác quan trai và xuất gia, giữ được không? Giới 18 không đeo tràng hoa và trang sức. Cái gì giữ không? Không đeo tràng hoa nha, đeo những cái vàng vòng á. Rồi, nó cho hai giới. Rồi riêng người thứ 9 này đó là không được cất giữ tiền bạc nha. Tụi con không giữ tiền bạc là tụi con phải có cái tâm là hoan hỷ. Tuy nhiên giữ tiền bạc là không phải là nắm mà phải có cái tâm mở ra, à, mở lòng ra. Và thêm cái giới là không ăn phi thời. Ăn phi thời không có nghĩa là ăn lúc bữa trưa,
ăn đúng bữa trưa mà ăn nửa bỏ nửa không bằng người ăn ba bữa mà ăn đâu sạch bách đó, hiểu chưa? Ra cô này muốn quy y phải không? Lại ba lại thánh nhân, lại ba lại rồi rồi sau đó có cô gì muốn quy y. Còn mấy người chưa quy y. Dạ. Dạ. Dạ, để nghỉ đi mai đi nha. Chứ 6 giờ con, 6 giờ là đụng lên nghiêm nha. Tôi chiều, ngày mai tới là buổi sáng mình lễ này kia, đủ thứ lễ cho lính lễ này kia, rồi tới khoảng 3 giờ chiều mới làm lễ cũ rồi. Lễ lính này nữa. Không, thì phải lên, lúc đó làm lễ tới cả thì 11 giờ, ta xuống đây có mặt ở đây, lễ 11 giờ. Quý vị luôn đâu lẻ lắm mà, hai người bị đâu quý vị đâu lẻ. Không phải về đi, nếu không nói chồng phải về đi, đừng để vậy đâu. Dạ. Rồi rồi. Không cần thắp nhang nữa, thầy thấy nhang hơi nhiều nữa. Nó bốc khói rồi. Mình thắp nhang nào. Con. Thầy nghĩ cái chuyến thầy về thầy làm cho cái ông Nguyễn cái lễ đám tang thì thầy thù thấy là độ trong gia đình con có thấy rõ những thằng con nó chuyển từ 180 độ chuyển thành người tu, cái đó là cái phước là chắc chắn ba nó sẽ siêu, tại vì rõ ràng là con cái nó đều đổi hết, bớt ăn bớt nhậu rồi đi chùa, phải không? Thì thầy thấy rõ là cái thành công. Thì bây giờ thầy tụi con ai đã từng quy y rồi? Lâu lắm rồi thôi, sao còn con quy y chưa? Hồi giờ con chưa luôn, con dài lâu lắm mà còn nhớ pháp danh không? À, nguyên pháp hả? Như vậy là cũng dùng pháp của sư phụ đó, thầy cho giữ chữ nguyên. Dạ. Còn cô đó là hồi giờ có nguyên pháp danh chưa? Cô lấy cái giấy dùm nhớ nha, lấy cái giấy đại khái thôi rồi chút nữa ghi sao để thầy lộn, không lấy cái giấy trắng nào cũng được. Cô này nguyên pháp vẫn giữ như cũ. Bây giờ chỉ có mình cô này thôi hả? Cứ rút vô phòng ngồi nói chuyện mình hay là sao? Yeah. Quy y xong rồi về là phải mở cái chú dược sư mà buổi pháp hội này đó, mở trong nhà, mở như vậy là khoảng 21 ngày là hết. Yeah. Thì cô này hồi giờ chưa quy y phải không? Dạ. Yeah. Yeah. Thầy đặt là Huệ Phục, Huệ là trí huệ, Phục là phục hồi đó con. Phục là coi như phục lại cái tỉnh táo của trí huệ đó, đặt đó là Huệ Phục. À, câu này chúng ta phải dẫn qua lượng hòa sinh chuyên hóa là xin nước uống, chúng ta lấy tranh nước từ hòa sinh chuyên hóa. Còn cô hỏi giờ có pháp danh chưa? Nhớ tên là người pháp danh gì không? Chúc quyền, rồi là cũng tuân dân chúc giải. À, thì là muốn giữ pháp danh chúc quyền hay là muốn đặt lại thầy đặt? À, thầy đặt con là, thầy đặt cái tên con đó là trúng với cái hòa thượng của thầy luôn, tại vì cái chữ Huệ Thành của sư ông đó, thầy đặt cho con là Huệ Thành đó. Tên của sư phụ của thầy mà thầy kể chuyện Huệ Thành đó, lấy chữ Huệ Thành. Con dự định thì cũng tốt, con muốn giữ dự định không hay là không, mà con xin bác quan trai hay là xin nguyên quy y? Dạ, phải nhận mới.
Thì ngũ giới con đã biết là ngũ giới đại khái là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không dùng ngữ, không uống rượu. Riêng thầy có cái giới thứ sáu là không cờ bạc. À, đệ tử của thầy thiêu một cái giới với Đức Phật chỉ có năm giới, phải không? À. Thì là con là huệ phúc, vừa có huệ mà vừa có phúc nữa. Rồi, rồi như vậy là xong. Giờ cái cô này là quay gặp thầy lên đây. Dạ, bây giờ thì tôi nói rồi, họ biết rồi, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không dùng ngữ, không uống rượu, cộng thêm không cờ bạc. Dạ. Chờ chút xíu, chờ chút xíu. Nguyên cho bạn tưởng tượng quá. Mở dùm cho thầy tổng ở đó con. Con nhìn nhẹ. Lấy cái này năm sợ. Chị nói đối nha. Thầy đặt cổ là Nguyễn Phùng. Kính lại thường tiên hữu và thường Phật tử U Bà Di Pháp Nhân Nguyễn Phùng. Gần đây có những cái hiện tượng là quỷ thần đồng đất chính khí, xin nhờ bà thần từ bi chứng giám làm cho huệ phục trí huệ phục hồi. Nam mô thần thiên hậu hóa bồ tát đại sư ông đại sư nam mô thần thiên hậu hóa bồ tát anh ạ. Cho cái sợi dây này là Phật đeo lên Phật giật đầu cho người đó. Con giảng bà là sao xin một cái nước một tình huống xong rồi con lại cho mỗi vị một sợi này. Giờ được. Thật sự cũng nhớ con bé này xin hỗ trợ cho trên sẽ là mất sự dây rồi. Đã xong rồi, chút mấy giấy tờ ngày mai gặp mấy cái người đó. Chú Phong ấy, tôi lấy cái giấy đi, có cái mẫu.